quay trở lại với kênh Đồ Cổ Trường Minh Hải Phòng. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2017. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn clip bức tượng ông Di Lặc ngồi gốc tùng đào và 5 cái triệu con bằng gỗ hương đỏ Việt Nam. Hàng này là hàng gốc cây. Bức tượng làm kích thước khá lớn này, ta có thể nhìn trên điện thoại nó bé thôi nhưng mình có thể nhìn thấy. Mình để nó choáng hết một cái tủ luôn. Đây là gỗ hương đỏ Việt Nam, hàng thì khối 100%. Kích thước của gỗ như nào thì người thợ dựa trên cái kích thước mà đục dáng tượng luôn. Bạn có thể nhìn thấy tượng của mình. Sau đây mình sẽ đi vào chi tiết bức tượng. Bạn lưu ý đây là hàng gỗ hương đỏ nhé. Đây là ông Di Lặc này, dùng cây hoan hỷ này. Đây là ông Di Lặc cây hoan hỷ này. Đây quay mặt ông này. Đây là vân gỗ này. Ông rồi ngồi dưới gốc tùng. Các bạn nhìn thấy gốc tùng này. Đây, tùng này. Tay ông cầm vàng này. Bên này ba thằng trẻ con này. Hàng này để nó bị bám bụi mình đi. Các bạn nhìn không được rõ lắm. Vậy trong này, trong nhà nó sẽ bị tối. Đây là ba trẻ con này này. Đây một tay ông cầm gậy ý, bao tiền này. Đây là hai thằng trẻ con và bầy khỉ. Bầy khỉ đang uống quả đào này. Đây chính kia một khỉ nữa đây. Đây là bầy khỉ với gốc đào và hai thằng trẻ con này. Đã có thể nhìn rõ. Hàng đục rất chi tiết và sắc nét. Kiên cố 100%, hàng không chắc ghép. Quay chi tiết luôn. Hàng này mình nhảy nghe nó không có đủ bụi của mình. Thế các bạn thấy mình sẽ phải làm sạch, sẽ bóng lại luôn. Đây là một tùng mà. Tùng à, mình quay xa lại mình được đặt vào mặt. Hàng quay trên điện thoại nó xấu lại thôi nhưng nó không được sắc nét, nhưng mà nhìn bên ngoài nó rất chi là đẹp, to, rộng, để choáng hết một cái tủ luôn. Bạn có thể nhìn thấy mình để trên cái tủ của mình hết luôn cái tủ luôn này. Là hàng rất đầy đủ luôn, phúc lộc thọ luôn. Phúc là trẻ con là phúc, lộc là tiền, bao tiền là lộc. Thọ đào là thọ, đầy đủ thọ. Tùng cũng là tượng trưng cho sự bền bỉ, dẻo dai và sức sống trường kỳ. Đấy là cái tùng, sao người ta cứ lấy tùng với đào làm biểu tượng. Biểu tượng bây giờ không có tùng với đào. Các bạn đi nghĩ là mình là mình khối 100% nha. Để mình quay một tiếng sau này. Một tiếng sau này. Đằng sau có thể nhìn cái gỗ, cả một cục gỗ gốc cây luôn. Trên này nhìn tùng này. Hàng nhìn khối không chắp ghép tí nào luôn. Mình xin được đi vào kích thước của bức tượng là bức tượng có chiều ngang là 1 mét, chiều ngang 1 mét. Đây mình đo từ kia sang đây luôn, nó chưa vào tầm khoảng
đúng tay trẻ con rồi, nó khoảng tầm 1 mét đấy, trong khoảng đấy cũng không tầm sát được. Với chiều cao là 75-76 và chiều sâu là 38. Xin được báo giá luôn là tác phẩm này mình sẽ được bán với giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu. Khá là nặng tác phẩm này, nó rơi vào, nếu mà nặng nó phải rơi tầm khoảng 80 cân gỗ ấy. Hai người khênh lẻ khệ, rất nặng và gỗ hương nên là rất nặng. Đảm bảo các bạn đây là hàng liền cuối của hương đỏ ở Việt Nam này, cuối 100% nhé. Có gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, cứ gọi mình đi.